nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, hình ảnh con chiên được các ngôn sứ dùng làm biểu tượng nói về dân riêng của Thiên Chúa, dân Israel, rồi sau này chính Chúa Giêsu dùng để nói về những ai tin theo Ngài. Lý do con chiên được chọn làm biểu tượng là vì nó gần gũi với dân Do Thái, dân Du Mục. Ấy thế mà dạo gần đây, một số sư thầy lại lấy biểu tượng này để giễu cợt, mỉa mai, thậm chí nói con chiên là con ngu, đạo Chúa đang sốt vật hóa con người. Hôm nay xin gửi đến cộng đoàn bài chia sẻ của thầy Văn Nghĩa, một tu sĩ thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, về ý nghĩa của con chiên như sau. Ý nghĩa của con chiên. Nhưng có mấy vị tăng bình luận về chữ chiên một cách rất dở hơi. Một vị bảo rằng, theo đạo Chúa chỉ làm con chiên thôi, lâu lâu nó đem lên chảo nó chiên. Một vị khác có bằng tiến sĩ Phật học hẳn hoi thì bảo rằng, bên đạo Chúa hạ thấp con người xuống thành con vật, nghe thấy trí tuệ dữ chưa? Mình thì chẳng muốn đôi co với những kẻ xàm xí làm gì, nhưng nhân tiện xin chia sẻ về ý nghĩa của hình ảnh con chiên trong đạo Công giáo để bạn bè hiểu rõ hơn. Trước hết, chiên cũng như rất nhiều loài vật khác thường được dùng làm hình ảnh biểu tượng. Tổ tiên người Việt ta đã lấy chim lạc làm biểu tượng cho dân tộc mình. Người La Mã có chó sói, người Pháp có con gà, người Úc là con kangaroo, người Singapore là sư tử và người Mỹ lấy biểu tượng đại bàng. Mỗi linh vật ấy đều có ý nghĩa nào đó, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ hạ thấp con người. Chiên là một hình ảnh thường được dùng trong Thánh Kinh. Ở thời Cựu Ước, nhờ dấu máu của con chiên, các con đầu lòng của người Do Thái đã được cứu thoát. Từ đó, con chiên trở thành biểu tượng cho việc cứu chuộc dân Israel. Tân Ước dùng hình ảnh này để nói về Chúa Giêsu Kitô, người chính là vị tôi trung, đau khổ được ví như con chiên hiền lành, im lặng khi bị đem đi làm thịt và mang lấy tội của muôn dân để làm cho họ trở nên công chính. Tác giả sách Khải Huyền giới thiệu Chúa Giêsu như chiên Thiên Chúa đã bị sát tế, nhưng đã chiến thắng sự chết và đã phục sinh Khải Hoàng, được tôn vinh, được trao vương quyền, được ngự trên ngai với Thiên Chúa. Ngày nay, trong thánh lễ, trước khi rước lễ, các tín hữu đọc hoặc hát câu: Lạy chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, để nhắc nhớ việc Chúa Giêsu Kitô đã hiến mình cứu độ nhân loại. Ngoài ra, trong Cựu Ước, dân Do Thái cũng thường ví mình như đàn chiên dưới sự chăm sóc của Thiên Chúa. Ngài chính là người mục tử đã dẫn dắt họ qua Biển Đỏ, qua sa mạc để tiến vào miền đất hứa. Ngài đã chăm sóc, dưỡng nuôi họ bằng manna, bằng suối nước vọt lên trong sa mạc. Như người mục tử gắn liền số mạng với đoàn chiên, thì Thiên Chúa cũng đã và luôn ở giữa dân Ngài để chia sẻ những buồn vui, gian khổ với họ. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu cũng đã tự sánh với mình như người mục tử nhân lành, người mục tử đích thực chỉ biết phục vụ đoàn chiên và giải thoát đoàn chiên khỏi mọi sự dữ. Người ấy sẽ đi trước để bảo vệ đoàn chiên, con nào đi lạc, người sẽ kiếm tìm, con nào yếu đuối, người vác trên vai. Đổi lại, con chiên nghe tiếng người mục tử, hăm hở đi theo và quyến luyến người mục tử của mình. Con nào bỏ đàn mà đi sẽ gặp nguy hiểm, bị sói dữ ăn thịt, còn đàn chiên theo sau một cách ngoan ngoãn, cuối cùng sẽ đến được nơi đồng cỏ xanh tươi và dòng suối mát. Chính Chúa Giêsu đã phán: Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Vậy đó, con chiên hay đàn chiên đều là biểu tượng, đạo Chúa đề cao con người lắm. Kinh Thánh dạy rằng chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, được nhìn nhận là con Thiên Chúa và cũng được mời gọi trở nên giống như Thiên Chúa. Chẳng có gì hơn được thế nữa, đó mới thực là chân lý. Văn Nghĩa, dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc. Theo Facebook, Simon Phạm cũng nhận định rằng mới đây, mạng xã hội dậy sóng bày tỏ sự phản đối, không đồng tình với những phát ngôn gây hiềm khích, chia rẽ của Thượng tọa Thích Nhật Từ về chủ đề tôn giáo. Việc đăng đàn thuyết pháp phán xét về một tôn giáo nào đó hay đề cao tôn giáo của mình, hạ thấp tôn giáo khác là điều tối kỵ đối với một nhà tu hành. Vậy nhưng, không ít lần, Thượng tọa Nhật Từ có những phát ngôn chủ quan, phiến diện, đụng chạm đến tình cảm tín ngưỡng tôn giáo. Một danh nhân nói rằng, khi giơ một ngón tay chỉ trích người đối diện, hãy nhớ ba ngón tay kia đang hướng về phía ta. Nếu bạn không muốn bị chỉ trích thì đừng bao giờ chỉ trích người khác. Trước những phát ngôn thiếu chuẩn mực của ông Nhật Từ, cha Tạ Duy Tuyền đã lên tiếng đáp trả, phân tích để cho anh chị em trong cộng đoàn thấy những phán xét về giáo lý của ông Nhật Từ là thiếu đúng đắn. Liên quan đến sự việc, Đức Tổng Giám mục Phổ Văn Thiên cũng trực tiếp lên tiếng,
chỉ rõ những nhận định chỉ trích tôn giáo bạn, đề cao tôn giáo mình trong bài thuyết giảng của ông Nhật Từ. Đức cha rất nhân văn, khéo léo khi ca ngợi những vị chân tu đắc đạo làm tấm gương để soi chiếu những nhà tu hành như ông Nhật Từ. Rất mong phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp còi xem xét những phát ngôn của ông Nhật Từ, giống như việc xử lý kỷ luật với ông Thích Chân Quang. Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo. Từ trước đến nay, các tôn giáo đều chung sống hòa bình trong dòng chảy của dân tộc, xuất phát từ tinh thần đoàn kết dân tộc. Cho nên, giữa các tôn giáo, mặc dù có sự khác biệt về nhân sinh quan, thế giới quan, nhưng luôn đề cao sự tôn trọng lẫn nhau. Vì thế, ở Việt Nam không có hiện tượng xung đột dẫn đến chiến tranh tôn giáo. Chính vì thế, những phát ngôn gây chia rẽ, gây hiềm khích, hiểu nhầm cần được uốn nắn, chấn chỉnh, không tạo tiền lệ xấu, gây ảnh hưởng đến mối quan hệ đoàn kết tôn giáo. Kính thưa cộng đoàn, trước đó, mạng xã hội tràn ngập bài giảng của Đức Tổng Thiên về video một vị sư áo vàng chế giễu người công giáo. Là một người trẻ công giáo, thường xuyên đối mặt với những bài viết và bình luận công kích, tôi cảm thấy rất nhiều điều từ bài giảng này. Bài giảng của Đức Tổng Thiên không chỉ là một lời phản hồi cách nhẹ nhàng đối với những lời mỉa mai, mà còn là một dấu chỉ rõ ràng về sự đồng hành, bảo vệ và hướng dẫn của người chủ chăn với đoàn chiên của mình trong thời đại số. Mạng xã hội hiện nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hầu hết người Việt Nam, và người công giáo chúng ta cũng không ngoại lệ. Chúng ta tận dụng nó để nghe các bài giảng, chia sẻ lời Chúa và kết nối với cộng đồng. Tuy nhiên, những lời công kích về đức tin của chúng ta trên mạng xã hội luôn là điều khiến tôi và có lẽ nhiều anh chị em khác cảm thấy mệt mỏi và đau lòng. Bài giảng của vị sư áo vàng kia không phải là lần đầu tiên chúng ta phải đối mặt với sự chế giễu và mỉa mai. Trước đây, nhiều người trong chúng ta thường chọn cách im lặng, bỏ qua hoặc thậm chí là tranh luận lại. Nhưng sau một thời gian, sự mệt mỏi và cảm giác bất lực dần lấn át. Tôi đã từng tự hỏi liệu có ai đó sẽ đứng lên bảo vệ chúng ta, phản hồi lại những điều không đúng về đức tin của chúng ta hay không. Và rồi bài giảng của Đức Tổng Thiên đã đến như một luồng gió mới. Ngài không chỉ phản hồi lại một cách nhẹ nhàng và khéo léo, mà còn thể hiện rõ sự đồng hành của người chủ chăn với chúng ta. Tôi cảm nhận được sự an ủi và động viên lớn lao từ lời giảng của Ngài. Như một vị mục tử nhân lành, Đức Tổng Thiên đứng ra bảo vệ chúng ta, đoàn chiên của Ngài trước những đe dọa và chế giễu. Tôi tin rằng với sự hiện diện và phản hồi của Đức Tổng Thiên, người công giáo chúng ta sẽ không còn cảm thấy lẻ loi khi truyền bá tin mừng trên mạng xã hội nữa. Ngài đã giúp tôi và có lẽ nhiều anh chị em khác nhận ra rằng chúng ta không đơn độc, chúng ta có người dẫn dắt, bảo vệ và đồng hành trong hành trình đức tin của mình. Bài giảng của Đức Tổng Thiên không chỉ đơn thuần là một lời phản hồi lại những chỉ trích, mà còn là một lời khẳng định mạnh mẽ về sự bảo vệ và hướng dẫn của người chủ chăn với đoàn chiên của mình trong thời đại kỹ thuật số. Tôi cảm thấy vững tin hơn và hy vọng rằng cộng đồng công giáo chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những thử thách này, tiếp tục lan tỏa tình yêu và tin mừng của Chúa trên mọi nền tảng. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.